chú. Hỏi phanh tay lại luôn hả? Hỏi quá vậy. Hello cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Chi Chi không có học mọi người. Hôm nay trời nắng đẹp cho nên là Kim sẽ đưa Chi Chi đi chơi. Nhưng mà hôm nay không có đi dạo trong xóm nữa mọi người. Hôm nay sẽ đưa Chi đi shopping. Rồi, nến. Hôm nay đi dẫn Chi đi shopping. Chi sẽ mua bất cứ cái thứ gì mà Chi chọn hết mọi người. Nhưng mà hôm nay ba của Chi bận làm đó mọi người. Ba Chi bận làm rồi cô chú, cho nên là hai mẹ con sẽ đi bằng taxi. Cũng gần thôi mọi người, nhưng mà đi bộ thì nó lâu lắm. Hai mẹ con đã tới shop rồi nè cô chú. Bây giờ đi vô trong, nhưng mà phải nói với Chi trước là Chi chỉ được chọn một thứ thôi nha. Only một món đồ. Okay. Con nhìn bên đây nè. Một món đồ con thích thôi, không có được chọn hai thứ nha chưa. Tại vì một hồi mình còn đi qua bên shop bên kia với lại mình mua đồ chơi nữa. Con lựa một cái món đồ nào mà con thích nhất á, mẹ sẽ mua nha. Nhớ đó nha. Ok. Quá trời đồ luôn rồi cô chú ơi. Rồi Chi chọn đi. Mua đầm hay mua giày hay mua giỏ hay mua cài tóc gì là chỉ được một cái thôi đó. Rồi con chọn cái nào chọn đi. Chi nó thích mấy cái nào mà có kim tuyến nè cô chú. Cái đó đó hả? Chắc chưa? Chọn cái đó chắc chưa? Đi vòng vòng đi rồi cầm đi vòng vòng đi, có thích cái nào xem cái nào mà thích hơn nữa không. Rồi chọn nữa đi. Đã biết rồi nhưng mà con chọn thêm một cái nữa đi. Con coi cái nào thích nhất thì con mới mua. Quá trời đồ đẹp luôn rồi. Nữa đi vòng mà đi vòng qua cái chỗ cài tóc nữa nè cô chú. Chắc cái này kiểu này chắc phải mua cái đầm với cái cài tóc quá. Cài tóc ở nhà có, con có bao giờ con cài đâu. Chi nó cài một chút xíu rồi nó mở ra cô chú, tại nó đau cái đầu nó không có thích cô chú. Mẹ thấy cái này đẹp nè, cái này màu hồng nè, màu hồng. Cái đầm của con cũng màu hồng, ở nhà con có nhiều đầm màu hồng đó. Cầm đi, đi vòng vòng xem nữa. À, bây giờ Chi thấy cái bông này Chi cũng thích này cô chú, mà Chi không biết chọn cái nào giữa hai cái này nè. Đây có cái đầm này đẹp lắm nè mọi người. Cái hoa dễ thương lắm nhưng mà không có size của Chi. Cái size rất là nhỏ. Rồi đâu, con chọn sao con chọn đi. Con thích cái đó nữa đúng không? Vẫn giữ lập trường nha cô chú, vẫn chọn cái đó đó. Rồi đi tiếp. Chỉ có cái đó rồi. Mấy cái đồ em bé dễ thương quá trời luôn. Bên đây có nữa nè Chi. Mấy này chắc Chi không thích đâu. Chi nó thích kim tuyến thôi à cô chú. Hả? Đâu? Ừ, cái này nhỏ xíu cho em bé hả? Chi không mặc vừa đâu, cái này dễ thương quá. Ừ. Cái này dễ thương quá trời luôn nè. Cô chú ơi, nói là vô mua một món đồ, bây giờ thấy cái đôi giày. Cầm đôi giày, con chỉ được chọn một thôi, cái đầm hay cái đôi giày. Chị đó không biết chọn cái nào nè cô chú. Bây giờ mẹ chọn giúp con nha. Hay là lấy cái đầm đi, chị thích cái đầm. Còn cái đôi giày ở nhà có đóng giày rồi mang không hết đâu. Trời ơi trời. Đó, thấy ghê chưa. Rồi, có một món mà vô chọn cái lượt cài rồi đó nha. Rồi cái áo này nha, cái lượt cài này 8 đồng nè. 200 mấy cái lượt cài này nè, mắc quá trời mắc luôn nè. Rồi cái đôi giày đó đó hả? Tiêu rồi. Nói cô chú chọn được 3 món nhưng mà Chi cũng biết chọn lắm nha cô chú. Chọn cái màu cũng trùng trùng nhau nè. Rồi Chi chắc là Chi thích cái đó chưa? Giờ đi tính tiền ha.
nào đi. Hôm nay vắng mọi người, tại vì hôm nay là ngày thứ năm á, người ta đi làm, với lại giờ trưa nè, cũng ít người đi mua sắm. Và cái quầy tính tiền không có ai luôn, phải kêu người ta ra con ơi. Đây nè cô chú ơi, đã xong một shop rồi. Bây giờ sẽ đi nữa cô chú. Giờ mình vô một cái cửa hàng khác nè mọi người. Nhưng mà chi ở trong đây có siêu thị bán quần áo luôn. Có siêu thị bán đồ ăn và quần áo ngoài đây. Ở trên lầu thì có cà phê nè. Giờ chi muốn đi cà phê trước cô chú ơi. Chị đi thang máy ha. Rồi đi cẩn thận nha. Rồi đứng em không có chạy lên nữa. Cho cô chú coi tóc Chi coi. Đây nè, Chi nó coi tivi nó thấy người ta thắt tóc hai bên như vậy, xong Chi kêu mẹ thắt cho Chi nè cô chú. Nắm tay mẹ. Trên đây có chỗ bán đồ lót mọi người. Để mẹ coi cà phê. À, cà phê mép bên đây. Trời ơi chết rồi. Đồ trẻ em không à. Ngoài no more dress nha, chỉ có dress rồi nha. Ok, nhớ đó. Trời ơi là trời. Mấy cái này sao nó đẹp dữ vậy thằng vậy nè. Không, ở nhà chị có mấy cái này dữ lắm luôn rồi, chị có bao giờ chị mang đâu. Rồi đi cà phê trước nè. Rồi, chị có thấy nữa rồi cô chú. Không, nhưng mà đi cà phê mà đói bụng quá. Trời ơi, cái này đẹp quá, trời đẹp luôn rồi. Không, đi để hồi chị thấy cô chú. Mình gọi được một cái bánh quế nè mọi người. Đây là bánh quế rất là ngon, với lại một cái ly này là cà phê mà có yến mạch với lại mật ong nữa. Chi thì uống một cái ly nước này. Ăn cái này. Chi ăn khoai tây cô chú ơi, chứ Chi không muốn ăn gì hết trơn á. Chi ăn bánh với mẹ không? Ở đây rất là đông luôn các bạn. Ở đây cái shop này là có cà phê nè, quần áo và bán siêu thị bán đồ ăn nữa. Rất là đông luôn mọi người. Cái ly cà phê này á mọi người, người ta có để cái bột quế lên á, nên uống rất là thơm cái bột quế và mấy cái vị ngọt của mật ong á, nó thanh thanh, nó ngon lắm. Cái bánh quế này nè. Cái ly nước có mùi quế, lại cái bánh quế này nữa nè, ăn uống cái này hợp lắm luôn, rất là ngon các bạn. Hello. Oh, thank you. Chú say thank you. Chú say hello cho. Chào bà ơi. You're looking really pretty today. You're shy. Who have you got on your top? It's lovely. Thank you. How old are you? She's four. Four? Yeah. You're a big girl for four, aren't you? Yeah. You're gonna be tall. You enjoying your lunch? Very good. Thank you. We'll see you again then. Yeah, thank you. Bye. Có bà cụ á, hàng chi dễ thương quá. Chi không nói gì, không cảm ơn gì cho nè. Chi mắc cỡ con chú. Chi đứa. Chị mua được mấy bộ đồ mặc ở nhà nè cô chú anh chị. Bây giờ đi vô cái shop này xem cái chỗ mà người ta bán đồ làm vườn đó mọi người, với bông hoa gì đó, với dụng cụ trong nhà. Xem có cái gì mình mua được không ha. Let's go Chi. Chi nó kêu mẹ vô đứng được, Chi nó chụp hình cho mẹ nè cô chú. Trời ơi. Ở trong đây bán hoa nhiều lắm mọi người. Bây giờ người ta bán những cái cây giống nè cô chú anh chị. Như nguyên cái hàng này ha, là mấy cái loại hoa tulip với mấy cái hoa mà nở cái mùa này đó. Có rất là nhiều bông luôn, đẹp lắm. Thì năm ngoái mình cũng có mua cái cây này nè, mà nó tới năm nay nó vẫn còn sống luôn á mọi người. Trời ơi, Chi nó chụp mẹ nè, nó chụp trắng đen mẹ nè. Lớn lắm các bạn, cái này là bên ngoài á. Ở bên trong người ta bán nhiều cái cây mà để trong nhà đó. Ở bên kia có cây hoa trà nữa, ngày quay mà coi cây hoa trà. Cây này ở nhà mình có rồi. Đây nè mọi người.
cái bông đẹp quá ha. Cái cây này là 39 đồng một. Phía bên kia có cái nhà sân vườn bà Chi bà la sủm trong đây hết trơn. Đây có cây hoa mộc lan nè cô chú anh chị. Nè, đẹp quá trời luôn. 29 đồng cái cây này, mua về là vài bữa có bông luôn đó, sắp tới mùa hoa mộc lan rồi nè mọi người. Có nụ búp quá trời luôn nè. Hoa mộc lan này có nhiều loại mà có nhiều màu nữa các bạn. Màu đậm, màu nhạt, rồi có cái hoa mà cánh lớn, cánh nhỏ nữa. Đây những cái cây hoa trà này đẹp ha. Hoa này màu trắng nè. Đây. Cái bông hoa màu trắng lớn thấy ghê chưa? Ở đây những cái nụ này. Những cái nụ hồng đẹp quá trời, màu hồng đẹp quá. Cái này, cái nhà đồ chơi á hả? Thì đâu phải nhà đồ chơi đâu. Cái nhà này là để ở ngoài sân, ngoài vườn đó, để người ta để mấy cái đồ dụng cụ làm vườn hay là cái gì giống như cái nhà kho vậy đó. Đó là kho cho mùa trà hồng. Ok đây. Mẹ ngồi luôn hả? Ừ, cái này ghế để ngồi sân vườn. Những cái đồ mà dùng ở trong sân vườn của mình á, trồng trọt. Chi quá chạy kìa. Chạy mất tiêu rồi. Cái gì? Mua cái ghế này để ngoài sân vườn xong rồi trồng hoa hồng leo á các bạn. Xong rồi cho nó bò lên đây nè, đẹp dữ lắm luôn. Vô bên trong này cô chú ơi, ở ngoài nắng nhưng mà trời gió lạnh quá. Ôi bà Chi thấy đèn thấy mê luôn rồi Chi ơi. Nó bự lắm sao xách được. Bữa nào có ba đi ba mới chở được chứ mẹ đâu cầm được. Vậy lấy cái đó là nô toy đúng không? Bây giờ sẽ đi cửa hàng đồ chơi cô chú anh chị ơi. Cửa hàng đồ chơi sẽ là một cái cửa hàng cuối cùng hai mẹ con đi. Kiếm cho Chi một món đồ chơi xong rồi sẽ đi về luôn mọi người. Vô tới cửa hàng đồ chơi rồi nè cô chú anh chị. Chi quá trời mê luôn rồi. Ôi có cái ghế trang điểm kìa. Cái này là cho mấy em nhỏ rồi chị ơi. Ở giải này cho mấy em nhỏ rồi. Chị cuối cùng nó chọn cái bộ này nè cô chú. Đó, hôm nay không phải là Giáng sinh, không phải sinh nhật luôn mà cũng đi mua đồ chơi nữa chứ. Là lấy cái đó đúng không? Con chắc chưa? Một cái thôi đúng không? Phải không? Thì lấy cuốn sách với cái này. Giờ lấy cái này chắc chưa? Ok, rồi con lấy lên đi. Đây mẹ lấy cho nặng lắm. Tính tiền xong rồi nè cô chú. Bây giờ để gọi ba Chi thử coi là ba Chi có rảnh không, hay là hai mẹ con sẽ đi về bằng taxi nữa. Rồi tới nhà nè cô chú. Ba Chi vẫn còn đang làm việc. Chi quá mệt luôn rồi. Chi ngủ trên taxi luôn á cô chú. Đây có đồ chơi vậy ngủ vậy không có chơi đúng không? Mới về nó chưa kịp làm cái gì hết là đã cái mở quà nè cô chú ơi. Quá trời nôn luôn rồi. Đợi con đưa đây mẹ mở cho. Cái cửa đây nè, con phải mở cửa đây nè Chi nè. Đó, rồi mở ra. Rồi mở bên đây, mở bên đây. Này là cái tủ quần áo. Tủ quần áo của Barbie á. Để mẹ mở cho. Ở trong đây có một cái con búp bê ha. Và có quần áo nè. Đây có tủ quần áo. The baby. Đựng đồ tùm lum đó. Có cái gương nữa nè. Cái ghế ngồi trang điểm nữa nè. Chi vậy là Chi đồ thay đồ luôn nè cô chú ơi. Cái bộ đồ lúc nãy Chi chọn nè. Với đôi giày với cái kẹt đứng xích lên cho mẹ coi coi. Xích lên đây nữa. Đây. Màu hồng với màu tím tím ha. Cái đầm màu tím tím luôn. Cái đôi giày hồng với tím tím luôn. Chi tự chọn hết luôn đó cô chú. Đẹp quá. Trời bà điệu. Chi nó muốn vô khoe ba nè cô chú. Really?
new dress, a new dolly, and a new headband. What a pop, I guess. Oh, no, you didn't see it, Aunt. What? Shoes as well. And if you have those shoes, but I don't. How much did Mummy spend today? I will find out in 7 seconds. Oh, go on, do it now. Yeah. £55, £52, £7, £60, £50. No, you have your calculator, honey. I don't know how much is it. Yeah, I can see it already. Tony chỉ nói như vậy thôi đó cô chú anh chị, nhưng mà lúc mình đi á là ảnh đưa cái thẻ ngân hàng kêu là hai mẹ con đi thích cái gì thì cứ mua, rồi cứ ăn cứ uống, miễn sao mà hai mẹ con mình vui là được rồi. Với lại Kim cũng ít cái khi nào mà đi mua sắm shopping lắm các bạn, thỉnh thoảng lâu lâu thì mới đi thôi. Okay, so your bonus then. Good. Đây nè cô chú ơi, bây giờ Kim đang luộc cái thịt gà, cái ức gà để một chút nữa làm cơm chiên đó cô chú anh chị. À, Kim có cho vô đây hành tây với lại gừng nữa để khử cái mùi hôi của gà đó, tại vì gà bên đây nó có mùi lắm. Rồi mình lấy cái nước nó trong nó một chút nữa có gì mình làm súp luôn. Kim đã sắc thêm một ít cà rốt với lại bắp với đậu Hà Lan nè. Gà đó chín rồi nè cô chú ơi. Mình sẽ vớt ra. Cái nồi súp này mình để hạt nêm với muối vô là ngọt lắm các bạn. Nó một hồi là vừa có cơm chiên gà mà vừa có súp ăn luôn. Kim chiên trước hai cái trứng nè, bầm cho nó nhuyễn ra hết mọi người. Xong rồi một hồi nó vừa hơi chín đó là mình sẽ cho cơm vào luôn. Thường mà Kim làm cơm chiên thì Kim chỉ cho hạt nêm và nước tương vào thôi cô chú anh chị. Kim cho một ít tiêu và bơ vào, sau đó thì mình sẽ cho gà xé và hành lá vào các bạn, trộn lên là đã xong rồi đó mọi người. Tôi đã sẵn sàng rồi, xin mời cô chú anh chị nha. Đây mình có cái cơm chiên gà xé nè các bạn, và một cái chén súp.